Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Bonsai TV. Hôm nay kênh Bonsai TV tới nhà anh Duẫn, thăm vườn anh Duẫn để chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Cốt xì chăn nuôi cây rất là già. Đây có cái cốt xanh tràn chậu này. Ê, xanh tràn chậu này mà bán bao nhiêu tiền anh Duẫn ơi? Cây chặt chậu này bán bao tiền đấy? Để bao nhiêu thì nó có số là... Triệu rưỡi hả? Vâng. Cây này bao nhiêu? Triệu rưỡi không chậu. Tức là lại bỏ cái chậu tràn này ra hả? Ừ. Có một cây chặt chậu cũng hay phết đấy. Cái này có hơi hòn đá, đây nhìn hơi dơ. Nhưng mà bỏ ra thì nó lại gầy cái thân. Gầy chưa kể có. Neo bỏ hòn đá xong là đắp leo nhỉ. Chưa có. Anh vườn này dẫn này xi khá là nhiều vậy. Xi rất là nhiều nhỉ. Đây một cây xi đây này. Em nói kiến phụ. Em này đang kiêng rượu. Còn xì rất là đẹp. Còn phôi xanh Nam Điền. Nhiều đầu. Cây cũng lốt đinh đến khoảng 70% rồi. Rất là tốt, không quay rõ được. Khách bên nhà còn chổi ra này. Thế thôi, mà lại cầm lại chỗ cắt dài nữa này. Chịu xong cầm chổi ra. Này. Vừa gạ uống rượu xong lại cầm chối lùa thế này. Cây này rất là nu nhá. Cái này chắc này hàng bim bim ít tiền thôi. Chăn nuôi. Quay vào thì quay con này trước này. Đây. Quay mà nhìn nát đẹp nhỉ. Phía trong có con ba thân. Cua. Dạ. Xanh quê mà nhìn nát đẹp. Vâng. Lá như lá điền. Lá như lá điền hả? Toàn cốt rất là già. Đây có một tác phẩm bóng khá là đẹp. Trên mái kia còn rất nhiều. Cái này hình như ngày xưa nó ôm cái gì nhỉ? Cây cột kèo. Khá là mịn. Không gian hơi chật. Khó lấy được hết bóng. Tiếp tục hành trình lên mái ngắm cây nhà anh Duẫn này quý vị. Anh Duẫn chào anh em đi anh Duẫn ơi. Chào bà con nhá. Vâng đây, anh Duẫn nuôi cây trên mái rất là nhiều. Là một tác phẩm hoàn thiện. Trực hoành này. Rất là đẹp. Hai người khênh. Anh Duẫn là người chăn nuôi khá là nhiều. Đây có cái cốt trực huyền này. Thác đỏ này. Rất là đẹp. Huyền này hay đấy. Anh ơi, Duẫn, anh đọc cho em xin cái số điện thoại với. Anh à? Vâng. 0903 514 333. Ái bia 33. Các bác theo dõi video vào mắt cái tác phẩm nào thì cứ liên hệ với anh Duẫn theo cái số điện thoại trên nhé. Anh giao lưu hết khắp các mặt trận, vừa chăn nuôi vừa giao lưu. Đến nhà uống nước. Ui giời, cốt xì này đẹp quá các bác. Cô chi này rất là đẹp.
Cốt xì nhiều đầu. À, khá là đẹp. Lùn tịt các bạn. Đây anh nuôi rất là nhiều xì này quý vị. Đây anh cốt xì cổ này. Già, già đỏ au. Đây, những cốt xì đang nuôi tốt u. Xanh bim bim. Đây có cốt thùng xốp này. Cây rất là già, cốt chậu. Anh xin ngắm được con nào chưa? À, xì được các bạn. Các bác nào yêu xì thì cứ về với anh Duẫn nhá. Rất là nhiều con này đẹp. Đây những cái cốt hàng chăn nuôi. Vâng, đây vẫn có cái cốt rất là đẹp. Anh Duẫn ơi, cái cốt này có nhiều tiền không? Chụp anh. Nhiều cây quá, để cốt lù. Cứ mạnh dạn lên nào. Công nhận nuôi xì có nước này nó nhanh anh nhỉ. Dễ kinh khủng. Này dọn ra là phê lắm đi. Tầm cuối năm có một cái bệ này chăn nuôi rất là đẹp này. Bệ bãi kinh khủng. Bệ là hàng rất già vậy. Dẫn đến cái sau hố đấy á. Con này hướng xây dựng là 5 thân à? 5 thân. 5 thân nhỉ. Đóng đi được cái bốc. Vâng, đây có cái cốt cũng khá là đẹp. Cho lên hình luôn. Xì nhà anh Duẫn thì rất là nhiều đấy quý vị. Nó bảo là cây nó khá là tốt cho nên là không nhìn rõ được cốt quý vị. Quý vị nào yêu xì thì cứ về với anh Duẫn. Có số điện thoại rồi, các bác cứ alo trực tiếp. Đây, cốt kinh khủng. Rồi, nó tốt quá. Ui dồi. Có xì này đẹp này quý vị này. Xì này phê quá. Rất là nhiều xì. Nói chung những cái cốt này mà cái khi mà làm ấy nhảy bóc ra ấy nhảy. Quậy nó mới sướng, các bác anh ngắm nó mới đã. Đây có cốt ba thân u cục này. Cái này thì phải đưa đi Hà Nội thôi, đưa đến viện ca. Này ung thư rồi. Những con này nó cũng sắp giật được rồi anh nhỉ? Anh cuối năm giật. Rồi. Tiếp tục là vẫn là xì thì các bác. Rất nhiều xì. Rất là nhiều đầu. Nếu các bác yêu mến xì đấy thì cứ về với anh Duẫn là đúng địa chỉ rồi. Rất là nhiều.
không gian ở dưới cũng khá là nhiều cây. Anh còn một cái vườn ở bên kia nữa. Lượng cây rất là nhiều để cho anh em có thể tham khảo, chọn lựa cho mình những cái phôi ưng ý chăn nuôi. Hàng đẹp có, hàng nuôi có, hàng chơi có. Rất là nhiều. À, cũng chia sẻ với anh em về cái cách nuôi si của anh Duẫn rất là hay. Trên mái nhưng mà anh xây cả cái khay nước như này, sau đó để chậu lên để nuôi si này. Các bạn nhìn lá này kinh khủng. Đây là một cái biện pháp nuôi cũng lên chia sẻ để anh em tham khảo. Có cái tác phẩm Huyền này tôi thấy nó phê quá, là tôi muốn soi thật kỹ cho các bác ngắm này. Cây thì già rồi, già kinh khủng, cốt chậu đặc chậu này, quý vị này. Đang nít chậu này. Cái này cũng làm kỹ phết đấy nhỉ, cắt giật nhiều phết. Tay Huyền nó to này. Cái đấy tháo được không nhỉ? Tháo. Cái đấy tháo này nhỉ? Tháo này, sọ xẹo rồi. Phải chờ nó vén cái này rồi mới tháo được cái thằng này. Vén sâu thằng này vào thì tháo này khỏe. Cái đấy tháo đẹp nhỉ. Con Huyền này đẹp thật đấy. À, chỗ đấy tháo. Tháo cũng được. Chơi mặt nào, nước chơi mặt đấy, mặt này thì... mặt này cũng tháo. Giả lắm. Chơi mặt này, chơi mặt kia. Đấy, nếu bác nào về bác cái tư duy bác tháo mà thích tháo thì bê về. Giời, anh cho nó nhận không? À đây, cái này nó còn dí cả tay vào chứ. Tháo cũng được, tháo vẫn để cái tay này được. Không sẹo không mấy anh. Mình chỉ tháo cái mỏm trên này thôi. Đẹp quá. Cây trực Huyền này cũng đẹp này. À, trực Hoành này cũng đẹp này. Con trực Hoành này hoàn thiện rồi quý vị này. À, tôi tiếp tục di chuyển sang cái mái thứ hai để chia sẻ cùng quý vị các bạn. Quý vị các bạn yêu cái tác phẩm nào cứ nên hẹn với anh Duẫn nhé. À, lúc tôi đang tác nghiệp ở cái mái bên kia thì hai anh có dí dỏm với nhau giao lưu một tác phẩm. Hai anh em rồi, hai anh em yêu nhau cái quay đây thế nào. Chúc mừng hai anh nhá. Đấy, hai anh cũng đã có một cái tác phẩm để trao cho nhau, tình yêu đến từ nơi quan họ. Wow, một cái cốt là ý tưởng của bác chủ nhà đây là châu vàng, cốt khá là già vậy. Có chia sẻ là anh cũng vừa giao dịch xong. Chúc mừng hai anh nhá. Cốt khá là già. Anh Duẫn vào xem con này nào. Vâng, này tiếp tục sang cái vườn nuôi phôi của anh Duẫn. Nhưng mà tuy là vườn nuôi phôi nhưng lại có tác phẩm hoàn thiện như này, đẹp như này đặt ở đây. Tác phẩm đã thành công, mịn tít rồi quý vị nha. Hoàng Minh Dẫn đã được ký đá bo bẹt hết. Những cái tác phẩm đẹp như này anh ấy giấu ở đây. Cái này chỉ chia sẻ được một mặt thôi quý vị, mặt kia là vướng rồi. Cây đẹp mịn tít. À, những cái phôi hàng chăn nuôi rất là tiềm năng. Con này xây dựng hướng ba vai đi quý vị, bệ kinh khủng. Cứ xoay các bạn đi quay cây mà như kiểu đi ăn trộm con cắp đây này. Đây, những cái cốt hàng dây này nuôi cũng khá là hay. Chuyên gia máu hả? Rất là nhiều. Đây có hàng ôm gì đây này. Đây một có phôi da đỏ như da đồng này. Đây ôm cái trụ gì anh nhỉ? Cổng.
À. Một cái, à, cái cột tròn đấy nhỉ. Già như da đồng. Này mà điền ngon. Đấy. Đây có một cái bệ bẹt. Ui giời, già này. Nó tốt quá, cũng khó sỏi các bạn. Bác nào mà muốn chinh phục chăn nuôi thì có thời gian cứ về với anh Duẫn. Thôi, đừng quay thì đừng quay. Rất là nhiều, quay nó mất đấy. Đây, cốt làm điện này. Vâng, tôi cũng xin dừng cái cuốn video chia sẻ vườn nhà anh Duẫn ở đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Quý vị và các bạn yêu mến, cho một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua.